Huấn luyện viên Malaysia Maxlèo cảnh báo Myanmar trước trận đấu Việt Nam, cả Đông Nam Á xì vả. Chiều ngày 1 tháng 1, đội tuyển Myanmar đã nối chuyến từ Bangkok về đến Hà Nội vào lúc 14 giờ 15 phút, nhưng phải tới 16 giờ 15 mới có thể ra khỏi sân bay. Vị huấn luyện viên trưởng lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, các thành viên đội tuyển Myanmar phải chờ trong khu vực lấy hành lý vì số lượng khách đến Hà Nội quá đông. Các cầu thủ Myanmar không biết phải làm gì trong lúc chờ. Hồ Tết Hà Ung là một trong những ngôi sao của đội tuyển Malaysia và đang thi đấu tại Malaysia Super League, tỏ ra ngao ngán sau hành trình dài. Vị huấn luyện viên trưởng khẩn trương lên xe buýt, đội tuyển Myanmar thông báo ngay tại sân rằng họ hủy buổi tập làm quen thời tiết. Sắc mặt chiến lược gia người Đức trông căng thẳng và mệt mỏi. Đội bóng của ông chưa thắng trận nào, thua Malaysia và Singapore, mới có một điểm chật vật trước Lào. Trò chuyện với trợ lý, ông Hay đã không hề nở nụ cười trong thời gian khá lâu trước khi lên xe buýt. Vì huấn luyện viên này không vui cũng là điều dễ hiểu khi mà họ đã bị loại và lại còn gặp Việt Nam trong trận cuối. Không những thế, vừa đặt chân xuống sân bay, thay cho vị huấn luyện viên Anthony Hay đã nhận phải những lời cảnh báo về đội tuyển Việt Nam từ phía Malaysia. Cụ thể, vị huấn luyện viên Malaysia ông Kim Pan Guon, người vừa bị Thái Bắc đánh bại tại sân Mỹ Đình vừa qua đã lên tiếng. Trong bài phát biểu, vị huấn luyện viên này đã có những lời cảnh báo. Tôi biết Myanmar đã hết hy vọng vào vòng sau và họ khát khao cống hiến cho trận đấu đẹp mắt với người hâm mộ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có lẽ không muốn điều đó. Họ khác với Myanmar, họ cần một chiến thắng áp đảo vì họ sẽ dồn ép Myanmar cả trận đấu. Chắc chắn là áp lực sẽ rất cao. Bởi các cầu thủ Việt Nam kiểm soát thế trận tốt, sức ép trên khán đài sân Mỹ Đình cũng rất khủng khiếp. Chính họ là một phần nguyên nhân khiến chúng tôi không thể thi đấu tốt. Vì vậy, tôi nghĩ vị huấn luyện viên Anthony Hay cần làm công tác tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Ông Kim tiếp tục. Như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công cả trận. Tôi nghĩ sức mạnh của họ nằm ở hai cánh với Văn Hậu, Tấn Tài. Vị trí của Quang Hải cũng hết sức nguy hiểm. Nếu Myanmar có phương án kìm hãm các cầu thủ này thì tôi tin họ sẽ có kết quả tốt. Trước lời chia sẻ của vị huấn luyện viên đội trưởng Malaysia, nhiều người hâm mộ tỏ ra sự mỉa mai. Chính người hâm mộ Malaysia đã viết, hãy lo cho tấm vé của chúng ta, đừng hy vọng ở Myanmar. Người Myanmar thì nhận xét, ông Kim thật nực cười khi ông cũng chính bị Việt Nam nghiền nát nhưng lại đưa ra lời khuyên. Và còn rất nhiều bình luận mỉa mai chế giễu về hướng của vị huấn luyện viên người Hàn. Không khí của bảng B đang trở nên nóng hơn lúc nào hết bởi các trận đấu đều là cuộc so tài một mất một còn cho tấm vé bán kết. Vì vậy, sự căng thẳng đang được đẩy tới đỉnh điểm. Singapore đang hơn Malaysia một điểm nên đội bóng đảo quốc sư tử chỉ cần hòa là giành vé vào bán kết. Bên kia chiến tuyến, Malaysia buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng là vô địch. Từ tính chất ấy có thể thấy hình dung ra được chiến thuật của hai đội cũng như là cục diện ở trên sân. Singapore có một thế trận phòng ngự hoàn hảo trước đội tuyển Việt Nam. Cùng với một chút may mắn thì họ đã hoàn thành mục tiêu một điểm trước đoàn quân của ông Park. Khi nhiệm vụ chỉ cần một điểm nên Singapore gần như chắc chắn sẽ tái hiện chiến thuật dựng xe buýt trong chuyến làm khách trên sân Malaysia. Bất kỳ một đối thủ nào khi vấp phải lối đá phòng ngự số đông thì cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bài học từ đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giúp cho Malaysia rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Truyền thông Malaysia, huấn luyện viên ông Kim Pan Guon đã bỏ tập trong chiều ngày 30 tháng 12 và có thể đã góp mặt tại Singapore để trực tiếp nghiên cứu đối thủ. Rõ ràng chuyến thị sát thực tế sẽ giúp cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc có một cái nhìn rõ nét về nhân sự, lối chơi của Singapore. Malaysia là một tập thể thiện chiến và họ chơi trên sân nhà nên họ sẽ có lợi thế rất lớn khi có sự tiếp sức của khán giả. Năng lực chuyên môn của các cầu thủ là giỏi, nhất là sự hỗ trợ của các cầu thủ nhập tịch. Để hóa giải được lối chơi phòng ngự nhiều tầng của Singapore, các cổ động viên Malaysia đang chờ tại ứng biến của ông Kim Pan Guon trên sân bàn. Nếu ông Kim có phép hóa giải để bày gãy hệ thống phòng thủ của Singapore, thì cơ may để đội chủ nhà giành chiến thắng là có. Với những ưu thế về con người, thiên thời địa lợi, niềm tin để Malaysia giành vé đi tiếp là khá sáng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam gần như chắc suất đi tiếp. Vấn đề là Thầy Park có toan tính để chọn đối thủ tại bán kết hay không mà thôi. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng nhất bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận bằng đội nhì Singapore nhưng hơn hẳn về hiệu số thắng bại. Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn với việc chỉ gặp Myanmar ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Ngược lại thì Singapore và Malaysia, hai đối thủ có thể cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam, sẽ phải chạm trán nhau trên sân Bukit Jalil. Ở trận đấu trước, dù để Singapore cầm hòa 0-0 nhưng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Myanmar. Rõ ràng với lực lượng và phong độ hiện tại, với một
Hiệu ứng tâm lý đi xuống, rất khó để Myanmar có thể cản bước được thầy trò ông Park Hang-seo. Nếu xét trên lý thuyết thì đội tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại trong trường hợp thua cực đậm với Myanmar. Đồng thời, cặp còn lại là Singapore và Malaysia cầm chân nhau. Chắc chắn đây là kịch bản có xác suất xảy ra vô cùng thấp. Trong khi đó, chỉ cần giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam coi như chắc chắn đi tiếp vào bán kết với suất nhất bảng, bất chấp kết quả ở trận đấu còn lại. Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế để đi tiếp. Chỉ cần chơi đúng sức, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đủ sức giành 3 điểm, thậm chí là thắng với tỷ số cách biệt để chúng ta có thể có một trạng thái tâm lý tốt nhất. Khác với bảng B thì bảng A, Thái Lan, Indo vẫn cạnh tranh khốc liệt cho vị trí nhất bảng. Hiện tại, hai đội này đang có cùng 7 điểm sau 2 lượt trận, hiệu số thắng bại ra xì sao. Ở lượt cuối, Thái Lan vẫn có lợi thế hơn khi gặp Campuchia trên sân nhà, trong khi đó Indo có phần nào gặp bất lợi khi mà gặp Philippines. Trên lý thuyết, Thái Lan sẽ chỉ bị loại trong trường hợp họ thua Campuchia trên sân nhà, và trong khi Indo giành chiến thắng, nhưng xét về tương quan lực lượng phong độ, kịch bản này khó xảy ra. Chắc chắn Thái Lan vẫn có suất đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng cao hơn với Indo. Điều đáng chú ý là lượt cuối bảng A diễn ra sớm hơn so với lượt cuối bảng B. Việc bảng A ngã ngũ cũng sẽ là một cơ hội để đội tuyển Việt Nam toàn tính lựa chọn đối thủ của mình. Với đội tuyển Việt Nam, ngay cả khi chúng ta hòa Myanmar, thì đội nhà vẫn chắc chắn đi tiếp, bất kể trận đấu còn lại giữa Singapore và Malaysia kết thúc ra sao. Nếu kịch bản đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết bằng ngôi nhì trong trường hợp cặp còn lại phân định thắng thua. Trên góc độ lý thuyết, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể toàn tính để chọn đối thủ. Tuy nhiên, cả Thái Lan hay Indo đều là những đối thủ rất khó chịu. Thay vì toàn tính thì chắc chắn thầy Park sẽ chỉ đạo các cầu trò nỗ lực để thắng Myanmar bất kể chúng ta gặp đội nào. Lượt trước, trận hòa 0-0 trước Singapore ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Việt Nam, và trước mắt toàn đội sẽ cần phải có một chiến thắng để tăng thêm sự hưng phấn. Do đó, xác suất lớn nhất xảy ra trong lượt cuối bảng AFF Cup 2022 sẽ là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá là thấp hơn. Điều này sẽ giúp hai ứng cử viên sáng nhất cho chức vô địch là Thái Lan và Việt Nam tránh chạm nhau từ bán kết giống như kịch bản từng xảy ra ở AFF Cup 2020.